Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ cấu hình 2:1 vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Và chọn bộ cấu hình này thì có mức giá là dưới 20 triệu đồng. Dễ dàng để các bác có thể sở hữu cho mình một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời như thế này. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể cho từng sản phẩm. Và các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để lựa chọn mua sắm những thiết bị nghe nhạc hay những thiết bị hát karaoke mà mình yêu thích. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa Bose, đó là dòng Bose 301 Series 2. Khi nói về dòng Bose đầu 3 thì các bác đều đã biết nó có dòng 301 trơn, 301 Series 2, 301 Series 3, 301 Series 4, 301 Series 5. Còn rất nhiều những mẫu model khác nữa như dòng 301 Monitor, v.v. Và trong đó dòng Bose 301 Series 2 thì các bác đều đã biết rồi, nó có hai phiên bản, một là phiên bản đời đầu, hai là phiên bản đời chót. Và đây là cặp loa Bose 301 Series 2 phiên bản đời chót. Tức là tại sao ạ? Tại vì dòng model này thì nó sử dụng lòng phèo của Bose 301 Series 3. Đối với dòng này thì nó đã sử dụng bóng ở phía bên trong rồi. Đối với dòng model này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái tấm e-căng vải. Các bác nhìn thấy một tấm e-căng đậy ở phần loa bát và một tấm e-căng đậy ở phần hai loa chép ở phía trên. Còn đây là một cái tấm căng nhựa đấy, dọc các bác nhìn thấy nó có chữ biểu tượng Bose. Sau đây thì em sẽ nhấc tấm e-căng ở phần dưới che đậy phần loa bát. Các bác nhìn thấy đây là về phần loa bát của nó này. Nó sử dụng một loa bát có đường kính là 20cm. Nó sử dụng màng giấy gân mút. Và các bác lưu ý đối với những cặp loa về như này thì gân của nó mủn mục hết rồi. Do đó thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã xử lý gân rồi. Các bác lưu ý gân của nó là gân xịn nhá. Thấy gân xịn này các bác nhìn thấy rất là dày. Tiếng bát của anh rất là chắc và tròn tiếng. Đấy. Đó là về phần loa bát. Còn ở phía trên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái tấm e-căng vải được bố trí vuông như này. Hình chữ V. Đấy, các bác để như này thì chúng ta thấy giống hình chữ V. Đây là về phần loa chép của nó này. Các bác lưu ý thì đối với cặp loa này thì nó còn cái bọc từ của chép này. Đấy, các bác thấy này. Đấy. Đây là nó sử dụng hai loa chép có đường kính vào khoảng 8cm. Đấy, được bố trí đảo xuôi chiều nhau. Nếu như chiếc bên này đánh ngửa lên thì chiếc bên kia đánh xuôi xuống, và chiếc bên này đánh xuôi xuống thì chiếc ở phía bên kia sẽ đánh ngửa lên. Được bố trí đảo xuôi chiều nhau, thiết kế rất là độc đáo của dòng loa Bose. Do đó thì các bác thấy thì việc thiết kế như thế này thì nó làm cho cái trường âm của nó sẽ mở rộng hơn, lan tỏa hơn. Do đó thì các bác nghe thấy tiếng âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Và nó sử dụng một lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trên này. Đấy, các bác nhìn thấy đây, rất là đấy, đây là lỗ thông hơi. Như vậy thì các bác thấy một cặp loa Bose 301 Series 2 phiên bản đời chót có thể mua 301 Series 2 được 301 Series 3. Đây là toàn thân ở phía sau, đấy, ở phía trên nóc này. 3 cặp loa Bose 301 Series 2 phiên bản đời chót này thì có mức giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Đối với dòng này thì các bác có thể lựa chọn rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Đấy, các bác có thể lấy những dòng âm ly của Cover, rồi là những dòng âm ly của Jaguar, Denon. Đấy, đánh rất là tuyệt vời. Em tháo ra để cùng các bác dễ dàng quan sát về cấu trúc driver của nó. Đó, các bác thấy loa chép này, lỗ thông hơi. Về tình trạng của nó thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi. Đó là về cặp Bose 301 Series 2 phiên bản đời chót, tức là mang lòng phèo của Bose 301 Series 3 rồi. Ở phía dưới đó là cặp Bose 301 Series 3 phiên bản màu đen, thì em để quay lưng lại, em để chiếc loa này lên để quay để các bác dễ dàng quan sát về cặp loa Bose 301 Series 2. Và những cặp Bose 301 Series 3 phiên bản màu đen này thì có mức giá là 14 triệu đồng. Ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly của hãng Sansui. Để các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly Sansui 607X. Đây là một chiếc âm ly có công suất tiêu thụ điện lên đến 240W và nó chạy 8 con sò SK. Đấy, các bác nhìn thấy ở phía sau sò của nó đây, ở phía bên trong này. 8 con sò SK. Nó sử dụng 2 con tụ lọc và 1 biến thế nguồn được bố trí nằm ở phía bên này. Dòng này thì nó đánh 2 cầu, cầu A và cầu B, có dài trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Rất là dễ dàng để các bác có thể phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Các bác có thể kết hợp với những dòng loa của Pioneer hay những dòng loa Bose như thế này rất là tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì nó đánh với rất nhiều các dòng loa khác nữa.
Và chiếc âm đi này thì có mức giá là 7 triệu đồng. Hai bên thì nó sử dụng hai cái hồi gỗ rất là sang trọng, đấy, rất là đẹp. Mà giá chỉ 7 triệu đồng thôi. Và ở phía trên đó là một chiếc vang Neck FX30. Các bác nhìn thấy đây là một chiếc vang rất là quen thuộc, có đường nhiều đường kết nối tín hiệu đi vào. Các bác có thể kết nối qua đường quang này, đường Bluetooth này, đường Underlock này. Ngoài ra thì các bác có thể chạy cả USB. Đấy, là một chiếc vang rất là sáng tiếng, giúp chúng ta dễ dàng có thể chỉnh các chế độ ở trên chiếc vang này. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác bộ ba sản phẩm này rồi. Và chọn bộ cấu hình như thế này thì có mức giá là dưới 20. Nếu như các bác sử dụng những bộ mic không dây thì có mức giá là 3 triệu đồng của hãng CAVS V3, hay là những bộ mic của DB Acoustic có mức giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Đó là dòng model 450 hai la mã, rồi là những chiếc mic dây, mic xua lại giá 1 triệu đồng một chiếc. Tùy theo các bác có thể lựa chọn những chiếc mic dây hoặc mic không dây. Hay các bác đã có mic trong gia đình rồi thì các bác chỉ việc bê những bộ cấu hình như thế này về là chúng ta sử dụng trong gia đình, là chúng ta được hai yếu tố vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời trong gia đình. Hơn nữa đây là cặp loa Bose 301 CD2. Các bác mua Bose 301 CD2 như lại được Bose 301 CD3. Âm thanh của nó đem đến rất là trong trẻo. Và sau đây thì em sẽ test qua một đoạn nhạc nền. Xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm của bộ ba sản phẩm này khi chúng ta kết hợp với nhau. Do em không biết hát thì em test qua một đoạn nhạc nền thôi, các bác cũng thông cảm. Còn là bác nào có chất giọng hát tốt thì chúng ta hát trong bộ cấu hình này rất là tuyệt vời rồi. Vậy thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm nhạc nền trên bộ cấu hình 2:1 như thế này. Đặc biệt là cặp Bose 301 CD2 phiên bản đời chót thì các bác nghe thấy chất âm của nó rất là trong. Đó là nhờ cặp Bose này mang ngang lòng phèo của Bose 301 CD3, do đó nó đem lại âm thanh rất là trong trẻo. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.